Trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo và xin chào bà con, chào các bạn. Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian làm video ngắn thôi để giới thiệu cho bà con và các bạn về giống trà hoa vàng Camellia Hakoda, một trong những loài trà hoa vàng đang phát triển tại trung tâm cây giống Tam Đảo và được nằm trong sách đỏ. Đặc biệt nó nằm trong top 8 loài trà hoa vàng của Tam Đảo, một trong những loài trà hoa vàng quý hiếm. Về đặc điểm của nó thì nó có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Tôi cũng đã làm rất nhiều video nói về trà hoa vàng Hakoda này rồi. Bà con có thể nhìn ở đây, lá bản chất, lá rừng của nó thì lá rất là to. Đó. Lá đường gân, lá lồi. Đấy, mặt dưới lá đường gân rất là cao, sóng đường sóng thì rất là tốt rồi. Đó. Tuy nhiên thì đối với những cái địa hình địa thế mà che chắn tốt thì lá nó sẽ có màu rất là đẹp như này. Đấy, lá xanh đậm. Chỗ nào ánh nắng sáng hơn, chịu nắng sáng thì lá nó sẽ chuyển sang như này. Đó. Đây là cấu trúc của cái cây lá của cây Hakoda. Và cây giống của nó thì nó rất là to, lá chuẩn như này. Cây này là hàng rừng nhé. Hàng rừng này thì trực tiếp từ gốc. Đây toàn bộ là gốc hết, gốc cây hết. Đó. Đây toàn bộ là gốc hết. Cây cao 1 mét. Hàng này thì bây giờ giá thành dao động ở trên thị trường thì nó các đơn vị họ bán khá cao. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có bán thêm những hàng như này để đảm bảo cung cấp cho bà con những giống cây nó đảm bảo tốt nhất. Thì Camellia Hakoda là một trong những loài nằm ở độ cao từ 150 đến 300 m so với mực nước biển. Thì tìm thấy ở trên núi Tam Đảo thì chúng ta tìm chủ yếu ở cái độ cao trung bình nó từ 150 đến 300 m dọc theo các khe suối, chỗ ẩm thấp dưới tán cây. Đặc biệt là chỗ lắng thì không bao giờ xuất hiện. Có những cây thì nó mọc sát mấy khe đá. Khe đá trong núi ạ. Bà con chúng ta nếu mà đi rừng đi núi thì cũng vô tình chúng ta cũng có thể gặp được. Tuy nhiên thì để mang ở trên núi về cũng rất là vất. Chính vì vậy là chúng tôi cũng có cung cấp thêm cho bà con một số loại giống, đó chính là giống Hakoda. Cây nó cũng từ gốc. Cây này bà con về chúng ta trồng chỉ khoảng độ đôi năm nữa là hoa thoải mái rồi. Bầu rất là to đảm bảo. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ngắn này của chúng tôi. Đây là theo yêu cầu của bà con là chúng ta muốn cung cấp những cây giống cao hơn một chút. Đấy, về trồng nhanh ra hoa hơn nhưng giá thành nó lại phải hợp lý hơn. Cảm ơn bà con đã theo dõi video này. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của tôi ngày một phát triển, đem lại nhiều những video hữu ích cho bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.